Kính chào quý vị. Tôi xin kể một câu chuyện là hai chữ mưu kế. Mà cái ông này á, cái mưu kế của ông tự tìm ông xài, chứ không phải mưu của Khổng Minh Gia Cát Lượng hay của Tào Tháo gì hết trơn á. Tự ông suy nghĩ ông làm. Nó già ông hồi đó đó cũng khá giả, mà hồi đó cũng có ăn trộm nữa cô bác. Hồi xưa có ăn trộm, thời nào cũng có hết trơn. Rồi nhà của ổng thì cửa nẻo kín mít à, mà ổng ngủ ở trên võng á, ổng tập, ổng không có ngủ mùng ngủ dưới gì hết trơn, ngủ võng không à. Giờ ổng đưa trẹo trẹo sát đêm vậy đó, ăn trộm lại gần nhà không dám vô, là bị ổng đưa trẹo trẹo hoài mà đâu có dám vô. Bữa đó cái thằng ăn trộm á, nó giả đò, thấy ổng đi khỏi rồi nó giả đò lại nói với bà vợ, bất cẩn một chút thì trong gia đình có là cái việc hại. Cái nó nói chuyện thôi, cái nói bác gái, bộ bác trai bằng đêm không có ngủ sao bác gái, con đi chơi về nửa đêm đi đờn ca rồi chơi về sao mà nghe ông đưa giọng kẹo 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 hoài á. À, sáng đêm vậy đi giờ nào về thì cũng nghe ông đưa vậy. Cái bà bắt cảnh đi phải, bà nói ừ ông thích, ông thích sáng đêm thì thằng ăn trộm đâu dám vô. Nhưng mà bà tình thiệt, bà nói thiệt, bởi vậy là cái việc bất cẩn đó mà sanh hại. Cái bà nói ôi trời ơi thôi mày ơi, ổng ngủ qua đòn kheo ổng không là ổng thích chứ, nhưng mà ổng tập vậy đó, ổng tập đưa giọng sáng đêm về. Cái nội biết ý rồi, thôi không nói, không nói. Rồi cái tới chừng chiều về, ổng chiều ổng về thì bà giật mình đi, mình lỡ ra nói một câu, nói cái gì nói đầu dễ là lấy lại được cô bác. Đó rồi làm sao lấy lại được, học lại với ổng. Sao có ông thằng thanh niên hơi lạ không, không phải ở xóm mình. Bà đi tôi hỏi tôi vậy đó, tôi nói vậy đó. Cái ông đa nghi rồi, vì cái trí sáng của ổng và cái mưu kế của ổng hay lắm. Không có bạn bè gì hết mà giàu, nhưng mà không có bạn bè. Đêm đó ổng thức thiệt, chứ không phải thức giả như bộ đêm nữa. Ổng thức thiệt thì cái thằng trộm này lại nhà ổng, nó đào cái lỗ ở dưới đất. Hồi đó ở nhà đất không à, đào cái lỗ, đào vô trong nhà, đào cái lỗ đi lên, nó không mở cửa gì hết trơn, mở gì được. Bằng đêm đó, ổng xách đèn dầu, hồi đó dầu leo lét, đèn dầu cá mà, đi vòng vòng nhà ổng từng hoài. Ổng biết đêm nay thế nào cũng có thằng trộm vô, vợ mình nói bất cẩn tiếng nói, mà đêm nay nhà mình mất đồ, mình phải giữ gìn mới được. Cái ổng đi vòng vòng thiệt nửa đêm cô bác, ở ngoài nó đào vô tới rồi, ổng thấy ổng thèm nói, ổng tính bơ mà, ổng đi gìn ăn trộm mà, thì đào vô đàng hoàng tới hay đàng hoàng ha. Ổng xách cái đèn cho khuất ổng về, cái đèn dầu cá leo lét đó vậy đó, cái chỗ cái miệng hang mà nó đào nó lên đó, đào chung vô ổng ngồi ổng gìn. Cái thằng ăn trộm này á, nó đào xong hết rồi, nó ngoài nói cái nồi đất, cái nồi đất thì cô bác lớn lớn tuổi thì biết cái nồi đất, còn mấy cháu nhỏ nhỏ tuổi này giờ không ai xài nồi đất hết trơn, ít có lắm. Cái nồi đất bằng cái đầu mình vậy nè, cái nồi ôm cho vừa vừa cái đầu mình. Cái thằng trộm á, nó đi nó cũng có cái kế của nó, ta là làm cái gì cũng có mưu kế ở trong đó. Bỏ xài hai chữ là mưu kế là hoàn toàn gom lại cả ngàn việc trong đó, đều xài hai chữ mưu kế này. Nó chặt cây chuối, cái nó trồng cái nồi đất nó vô đen hù ha, cũng như đầu mình đó, trồng vô là cây chuối à. Cái nó thụt vô, nó thụt nhẹ 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 cũng như là bò vô vậy đó, thụt nhẹ 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 vô tới trong nó thấy êm gu, không có gì. Ông này ông định ăn trộm, ông tỉnh luôn dữ lắm, ông coi cho chính xác. Ông nó rút chở gà, rút chở gà chút cái nó đưa vô cũng như bò bò. Ông coi kỹ lưỡng lại là không thèm xem, rút gà
làm 3 lần như vậy, nó thấy ở trong này không có động địa gì hết, là nó biết không có ai biết rồi, giờ ngủ hết rồi, nó tính vậy. Cái nó làm 1 lần thứ 4 nữa thì cái ông nghìn này đó, ông nói mày làm 2-3 lần mày á, là lần này mày vô chứ không còn gì nữa hết trơn á. Thì nó đút vô 1 lần thứ 4 nữa. 3 lần ông không chém nha, ông tỉnh dậy đó. Đút vô 1 lần thứ 4 ông chém một cái bụp. Cái ở ngoài nó đây, xí hụt rồi. Cái ông ở trong ông tức quá, mày 4 lần mà làm gì xí hụt. Ông là xí hụt hay mày cục đầu. Bị tính nó đi 2-3 thằng. Thì ông coi kỹ lại á, là cái nồi với cái chuối nó đút vô cho ông chém, chứ không phải là nói chung vô. Cái đó mưu trí không cô bác? Đào cái lỗ xong rồi, rọt cậu vô rồi, ông gặp cái đầu chặt một cái một là rồi rồi. Nhưng mà nó làm như vậy đó, là cái ông này quá tỉnh tới 3 lần mà ông không chém đó nha. Tới 1 lần thứ 4 ông nói mày chứ không ai, trơn là ông quốc liền. Mà thằng ăn trộm hồi đó đó, ăn trộm với chủ nhà cũng như là cái bên đó không sợ cái gì hết trơn á. Bởi vậy chặt cái bụp xuống đó là cây chuối rồi, văng cái nồi ra rồi đó. Thì ở ngoài nó la ý xí hụt. Ở trong ổng tin tưởng là chặt cái đầu của nó. Ổng la tao xí hụt hay mày cục cái đầu. Lọt hồi ở ngoài 2-3 thằng đi trơn. Tới chừng mở cửa ra đi. Đi hết trơn, chặt chặt cái chuối. Mưu kế cô bác. Rồi ông này á, thì ổng ham có một cái là hát bội, hồi đó hát bội dữ lắm. Mà hát bội á, thì đi về đình hát, năm nào cúng thờ đình thần đó hát bội hát à. Gia đình đi sạch trơn là ổng cho đi hết. Đi coi hát bội hồi đó là vợ con đồ cũng ham cho đi hết, mà ổng thì cũng ham dữ lắm. Cái ổng la mày đi hết đi, tao ở nhà tao giữ nhà. Cái ông ở nhà ra ngoài ông đợi chừng nào mà trống chùi ba mà kể mà mở màn hát đó ông mới ra. Mà ông ra cô bác biết sao không? Ăn trộm cô bác đóng cửa khóa cửa, hay làm cách nào ăn trộm nó cũng vô được hết trơn á, nhất khóa không có mình đó là nó vô được. Phá chỗ này không được, phá chỗ kia, phá chỗ nọ, nó cậy cửa nó làm nó vô, bị mình có nó không sợ. Ông bình thường ông dặn cái đèn khói thật sáng lên, cái mặt bàn giữa nhà của ổng á để ngồi đọc sách đồ chơi với khách khứa rồi đó. Ổng đem cuốn sách ra, ổng lật ra, ổng đem soi, ổng để trên cuốn sách đó, dặn cái đèn sáng lên, mở cửa trước cửa sau, mở hết, mở bành ra hết. Ổng đi coi hát. Ngon cô bác, cái kế của ổng đó có thua gì á là Gia Cát Lượng không, thua gì Khổng Minh không, thua gì Tào Tháo không? Đó, bình thường, nhưng mà tại con người, tại mình cũng vậy nè, không suy nghĩ. Chứ mình suy nghĩ ra cũng có, cũng mưu, cũng kế, mình cũng có nữa. Nhưng mình không suy nghĩ, mình xài. Ôi, ai ở không đâu ngồi nghĩ việc đó. Còn ổng giàu có, ổng bằng gì hết. Ổng nghĩ ra. Cái ông đi coi hát, chơi đã đời tới giảng hát, ổng cũng về bình thường nhà, ổng không mất một món. Anh trộm đi lại, nó dòm, nó thấy ổng ở trước nhà, ổng có ở nhà đó. Ông mới coi sách đây, ông bỏ ông đi đâu đó, ông đi đái đi ỉa gì hay ông bước vô làm sao vậy đó, mình vô ông đập mình chết đó. Phải ông đi ông đóng cửa hết trơn rồi, ông tắt đèn đồ. Còn này ông ở nhà ông mở cửa hết trơn, mà lại đèn ông dặn sáng, để cuốn sách ông còn để với kiến ông để nè, không dám vô đó. Cô bác thấy cái đó là cái mưu kế không? Ông đi coi cũng coi hát đã đời, thưa cô bác. Nghĩa là cái kế Khổng Minh và Cát Lượng và kế Tào Tháo người ta xài nhiều lần được. Còn cái nghề, cái kế của ông này á, nghĩ ra đó thì xài chỉ có một lần thôi nha cô bác. Một lần một mà thôi nha. Cái ông cũng nhà kế bên, ông thấy ông này, và ông làm như vậy mà ông đi không bắt đồ bắt đạt gì hết. Mình cũng đi coi hát, cái ông cũng làm y như ông kia vậy. Thì thằng trộm qua lại, nó biết ông này nghĩa là như vậy, ổng còn đi coi hát. Còn ông này ổng tính làm cái này nữa, cái nó vô vô ngay nhà nó kêu thằng trộm này á, nó dạng vậy đó. Ông hai, ông hai, ông làm ơn cho tôi mượn đó là cây kim tôi lễ gai đi đạp cây gai gãy với ông này rồi. Ông hai nói diện lý lẽ kêu coi có ở nhà không, có ai ở nhà, làm đi coi hát hết rồi,
hai ba thằng nó dọn đồ ra hết, nó gánh nó đi sạch trơn. Tới chừng về coi lại đèn đuốc cũng còn y, cuốn sách kiến cũng còn y, gánh đồ đi hết trong nhà. Đó cũng cái mưu kế, mà cái kế này ta tạo ta xài có lần à. Còn ông này ông bắt trước, rồi thành ra ông xài đêm hai đêm để theo dõi lấy sạch trơn. Kính thưa cô bác, là gì cái việc mình á, cái kế của mình không bằng mấy cái ông nghĩa là có tai tiếng. Mấy ông có tai tiếng thì là cái kế của người ta sanh ra rồi đó, người ta xài nhiều việc lắm, chứ không phải cái kế đó mà xài một chuyện như ông này đâu. Bị mình giàu gì đi nữa cũng thấp hèn hơn mấy ông kia. Mấy ông kia người ta ra một kế rồi đó, là xài nó dạng sự. Bởi giờ đó là cũng như trong lịch đó, lịch cuốn cuốn để mà dạng sự đó, nghĩa là chỉ trong cuốn lịch đâu có mấy điều đâu mà xài dạng sự đó, coi việc này việc kia việc nọ. Bởi vậy cuốn lịch mà để đó là hồi đó là xài tam tông miếu làm ông la, còn bây giờ để dạng sự là chỉ trong cuốn lịch một chút đây thôi, nhưng mà xài dạng sự, việc gì xài cũng được. Cô bác thấy cái việc trong sách vở nó khác, còn mình tự ý là nó khác nha cô bác. Còn ông đó là Khổng Minh, Gia Cát Lượng, đồ ông Tào Tháo, đồ người ta có học, ta sách vở. Bởi vậy một kế của người ta xài chót đời người ta. Ta lấy cái này xài việc này, việc kia, việc nọ được, đều được hết. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, là tôi xin kể lên một cái chuyện đời xưa. Hồi đó ông này ông cũng giàu lắm, nhưng mà ông có quyền quý trong làng, quyền quý trong làng và có danh vọng lắm, thành ra ai cũng là nể nang ông hết đó. Nhưng mà ông có một thằng con trời đánh à, chứ không phải chơi đâu à. Thằng con này kêu bằng nó ngỗ nghịch vô phương đi, nó không kể trời đất gì hết trơn, tứ đổ tường. Mà ổng dòng con một ông thương quá thương, mà ổng giàu tiền của xài không hết thì con làm sao làm. Nhưng mà ổng dạy cũng dữ lắm, ổng học chữ nho đồ này kia. Ổng nghĩa là người ở trong làng xóm là quyền uy trong làng xóm, ai cũng kính nể ổng hết mà. Thì tất nhiên ổng cái tâm ổng đâu có phải mà nghiêng ngang đảng tử như là thằng con trai ổng đâu. Nhưng mà cây ngọt mà xanh trái đắng cô bác, thì phải đành chịu chứ làm sao. Cái ông dạy nó bằng lời này là lẽ nọ hết sức mà dạy nó không có nghe. Tứ đổ tường phải chơi với bạn bè không thiếu gì, mà hãy chơi ít bữa quanh này bữa quanh kia, rồi ở xóm trò mà nói cái gì nó mà nghịch ý rồi á, phùng ngoan chọn chạc là đánh đập người ta, chửi bới người ta. Mà người ta nghĩ là cái ông già của nó, người ta không nói gì hết trơn á. Ông này sao mà ông hiền từ, ông tử tế, ông như là trong làng xóm mến chuộng, ông đi ra thì quan ưa dân chuộng, mà tại sao có thằng con như thế này. Rồi thôi mình cũng bỏ qua nó. Cái ông dạy nhiều điều lẽ phải cho nó không nghe, viết cái ông là thôi bây giờ ba đưa cho con một nắm lạc nè, nếu như nghe là con giận ai một cái thấy không, con lại cái cây bây giờ cái cây trước cửa đó con cột nó đó đi, mà ông lựa cái cây đó là cho mau lớn, cây gòn đó, cho mau lớn, con lại con cột đó đi, cột vô cây đó một mối đi, một ngày hãy giận mấy lần thì cột mối mấy mối. Cái đó cũng nghe lời ổng, thì một ngày giận cả hai lần hay ba lần bốn lần gì thì cứ vậy cột cột một ít lâu sau rồi đó heo. Ổng mới nói con cột vậy mà con có suy nghĩ gì không, là không, vì cha dặn con nghe lời cha là con cột vậy không suy nghĩ cái gì hết trơn á. Nói con người phải có cái đầu óc suy nghĩ, có cái tảng lương tâm mình đó, nó khuyết phục mình thì trở lại người tốt. Còn con không suy nghĩ, con không trở là người tốt được. Cái đó nói suy nghĩ sao cha? Thì suy nghĩ trong lúc nè, người ta chọc giận mày, mày giận người ta, mày quánh đập người ta,
Mặc dù người ta để gia đình mình người ta không nói gì hết, nhưng mà có cãi lẫy không? Có cãi lẫy với người ta không con? Có cãi lẫy thì tất nhiên thấy nó bận rộn quá, mà một ngày con hai ba lần như vậy là tối ngày con cái trí con đâu có rảnh gan được, mà lại là nó lâu nữa. Nếu con quánh ta quánh lộn với người ta thì người ta phải cự cãi, phải có người lớn trẻ nhỏ phân xử cho con rồi mấy tiếng đồng hồ. Còn con mà hãy giận người ta một cái chạy lại cầm cọng lạc cột vô cái gốc cây thì nó mau không? Cái đó nó mau quá, con dễ làm thì con nên làm cái một thời gian ít lâu gì đó, cột hết nắm lạc rồi thì nó bỏ, cũng bỏ lần lần. Hồi ban đầu dẫn người ta một ngày ba lần thì một ít lâu cái thôi mình giận mà mình gây sự á, thì thấy ra cái là sự sanh nó có cái một hai tiếng đồng hồ mất công quá, cha mình dặn thôi chạy lại cột cộng lạc mau hơn đang đi chơi, thì cái làm như vậy ngày còn lần hai lần rồi ngày lần rồi hết hết bó lạc, hết bó lạc cái vô nói với ông cha, nói cha đưa bó lạc mà con cột hết bó lạc rồi. Thì ông nói á, bó lạc này biết bao nhiêu cộng con, mà con giận rồi một cái biết là bao nhiêu, từ mấy tháng nay con giận biết là mấy ngàn là lần giận. Thì con thấy như vậy cái tâm của con nó sao xuyến lắm, nó phóng túng không tính gì được hết á. Rồi một ngày con một ngu khờ chứ không mở mang trí hóa gì được hết trơn. Bây giờ con ra cái cây gòn đó con mở coi, mở cái hết lạc đó cho ba coi coi, mở hết lạc ra cái đem vô đưa ổng. Ổng ra con mở đó con nhìn thấy cái cây này nó có dấu không con, nó có cái dấu thẹo cột hay không? Bị gì? Cái cây gòn thì nó lớn mà cột một ít lâu thì nó hơi eo, nó phải có lằn. Cái nó đấy có cha, có con cột cây gòn này cũng lâu rồi, một ít lâu rồi sao mà mấy chỗ kia lớn, chỗ này nó có cái thẹo có cái lằn. Cái em nói ừ đó con, nó vậy đó, là nói ví dụ như con đánh lộn với thằng ẩu xài đó, con thấy gì con suy nghĩ, con thấy con quấy rồi đó, bạn bè con quấy với nó không chơi với con rồi đó, thì con buồn rồi cái con lại năn nỉ nó, thôi tao quấy quá tao kỳ đó tao giận nóng tánh tao nóng quá tao đánh mày mà mày nhịn tao thì tao gì là tao suy nghĩ lại cái đó tao trật, giờ tao năn nỉ mày bỏ nghe, tao mày chơi lại là bạn bè mà đi nhậu nhẹt chung chơi lại. Thì thằng này nó ừ với con đó, xin lỗi nó ừ đó, nó không giận đó, như bà lương tâm nó có tha thứ con được không? Thì cũng như cái cọng lạc mà con cột lên cây gòn vậy đó, mặc dầu con mở ra rồi nhưng mà nó vẫn có thẹo con. Bởi chơi bạn bè hay là kẻ trưởng thượng hay gì mình phải đối đãi lại cho có cái lễ phép, chứ cái tánh của con mà nghênh ngang như vậy thì cũng như cái sợi lạc con cột cây cây gòn, nó có thẹo hoài ở trong đó, mặc dầu người ta tha thứ con chứ lòng người ta chưa, nó có cái thẹo đó. Thì con cũng phải nhớ từ đây sắp tới cái tòa án lương tâm của con á, nó xử con quánh đó rồi về con suy nghĩ con phải hay quấy, con cũng suy nghĩ rồi đó, rồi con biết thương đó không hay con còn quét đó, con hiếp đó thì tất nhiên đó nó nhịn con. Về suy nghĩ con cũng có suy nghĩ rồi, cái này thấy mình hiếp người ta quá, đó là tòa án lương tâm con nó xử con đó, con không quên được đó, con mãi mãi không quên được cái việc mà con hiếp người ta, thì làm chi cho cực khổ cái ta cái lương tâm của mình vậy con. Từ đây sắp tới ba nói với con đó, nên hài hòa với người ta, lấy lời gay lẽ phải nói chuyện với người ta, chứ con đừng có hung sùng vậy nữa. Mặc dầu người ta nói con giận tức đi nữa thì con cũng thế là trả lời êm ái, rồi con nói người ta cũng suy nghĩ y như con vậy à. Thì tất nhiên cái xã hội này đâu có quá sức
đâu có quánh lộn quánh lạo, đâu có cái gì mà làm xáo trộn cho, nghĩa là chánh quyền bực bội. Ông gầy con ông như vậy đó mà ông nói xui như vậy, không đánh đập không gì hết, thì chỉ vì lời nói không đó mà thằng này nó suy nghĩ. Cha mình nói có lý, mình chơi không biết bao nhiêu bạn bè mà cái tánh tình của mình đó không nhịn nào hết, nào nó chật mình quánh nó này kia đủ thứ. Thành ra mình nghĩ bây giờ đây mình còn mấy bạn, có một hai bạn chơi với mình đó, còn nhiêu nó nghỉ hết. Mình bạn bè cả trăm đó mà bây giờ ai cũng lánh xa mình hết, là tất nhiên mình là người xấu chứ không phải bạn bè xấu, người ta lánh mình mà. Bởi vậy là cha mẹ của người ta dạy người ta, và người ta nhớ cái câu dạy người ta lánh mình. Cha mẹ người ta thế nào cũng phải dạy người ta như thế này về, mà mình đánh con của cái bà này, bà này không có đánh lại mình, con bà này không đánh mình, nhưng mà về nó học với cha mẹ, nó nói cha ơi hay là mẹ ơi, thằng đó nó đánh con đó, việc vậy vậy mà nó đánh con đó. Thì cha mẹ nó nói thế nào cũng nói à, thôi con nhịn nó đi, con đừng có hơn thua với nó, rồi nó có cái sanh sự ra lớn lao, bây giờ con nhịn nó đi. Mà cha nói với con như thế này, chim khôn á thì tránh bẫy tránh giò, người khôn á thì tránh kẻ hồ đồ mới khôn. Thì con chơi đây mà con nhịn nhục nó được là con khôn, nhưng mà thôi con tránh nó đi. Cái lời nói của cha mẹ đã nói cho con lên là con giữ cái lời nói đó, con nhớ nó hồ đồ quá, con chơi nó con bị đòn hoài, còn con tránh nó con khỏi. Bởi vậy thằng này bạn bè nó trăm mà lánh nó hết trơn, lánh hết là còn chỉ một hai thằng chơi với nó vậy thôi. Ông già này ông dạy con mới khôn khéo, ông dạy con mới kỹ lưỡng, là vì ông lời lấy cái lời con lẽ phải ông nói không à, ông có đánh. Chứ những cái gia đình khác ông thấy như vậy mà ông thương con quá ông không đánh, là con về đó ngỗ nghịch với cha mẹ ông quánh, là cha mẹ quánh cha ông quánh, ông đập quánh đập con á. Nhiều khi cái việc là phải của nó mà mình không suy nghĩ cho thấu đáo, mình quánh nó quan nữa đó, một hai lần vậy bỏ nhà đi, hay là nó nghĩa là cự lại với mình là nói con bá khiếu như vậy, là do cái đó là cái trách nhiệm của ông cha bà mẹ. Còn ông này ông không chịu cái trách nhiệm đó, ông này ông dạy con đó là ông dạy bằng cái lời hay lẽ phải, ông lấy cái ví dụ ông dạy mà thằng này sau này nó suy nghĩ cha mình dạy có lý, nhìn lại bạn bè mình chơi như vậy là mình thấy là quá có lý rồi, nó nghe lời đó cô bác, rồi nó trở lại thành một người hiền từ, mà nó hiền chừng nào bạn bè đông chừng đấy, nó hiền chừng nào đi chòm xóm trong làng xóm thương mến nó, kêu nó ghé chơi đồ hồ, trong lúc nó hung hổn không ai dám kêu nó hết, mặc dầu nó con nhà giàu đó mà không ai dám kêu nó, kêu nó vô hơi cứ mình nói nghịch ý nó quanh thì không có dám kêu. Sau này nó như vậy nó cái bản thân nó mới được người tốt. Kính chào quý vị.